AC kick, AC xe coi chừng cẩn bận cẩn thận thì giống xe trước nào. Xe trước 2-1 sao bị bật. Xe này 2-0 rồi không biết thế nào đây, bên kia AC xe. Bên mình AC kick, giá như AC phô thì còn cân. Đây grip của Cam Quýt và xi măng AC. Bên kia xe AC, BB là cầm AC và coi cầm xe. Kick trận này của game thủ Cam Quýt phải cố gắng, vâng, ít nhất là cân xe. Ít nhất thì cần phải xe của còi. Tưởng bài xi măng tươi đấy, đôi vòi quả phụ thấy rồi, nhưng vấn đề là Cam Quýt gỗ xa. Một bài Grick đã xấu thì chớ, còn bắt taxi chặt gỗ nữa. Đồ đồ về thì có 7-5. Rồi xi măng tươi rồi. Xi măng gần nhà màu 8, cái thủ dương còi cầm xe. Như vậy AC cánh bên này. AC BB. Rồi AC thì thằng xe nó không lên đời xi măng thủ được. Thằng con AC đánh cung thì Quýt em chết. Đấy. Quân cân đi anh em ạ, đánh được. Rồi bài Quýt khỏe đấy, cố gắng lên nào. Đằng đấy mấy em quản lý đâu đấy, có quản lý gì đấy. Quýt báo về là map tươi. Ồ map tươi đấy, khỏe đấy. Bài mắc của mắc thằng nhiều Quýt này. Nhưng mà xì mang ăn chanh với dương còi cầm xe. Vẫn lên thoải mái. Rồi cố gắng lên nào. Thắng trận này mới hay. Trở lại với Cam Quýt thôi. Thằng AC thì Cam Quýt chém chết được AC của BB. 25 dân kích tầm 8 tròn thành cho Quýt. Rồi 8 tròn. Gỗ gần thì chắc là 7-4x. Nếu như gỗ gần hoặc thậm chí là 7-3x. Ở bên kia hai thằng 22% nhá. Hai thằng 22% tươi đấy, cố lên. Hai nhà bên kia 22%. Oh,
Còi là người lên sớm hơn một chút, không sao, nhưng Quýt vẫn là bài khỏe được. Xi măng sẽ cúc cái kích trong 10 rồi. Vẫn phải xem cam Quýt trận này thôi, rất hồi hộp. Hai sáu dành cho game thủ Cam Quýt. Chọc chéo vào nhà xe. Xi măng cũng 26 chưa mất gì này. Quýt 2L bánh xe. Bài Quýt ăn 2 bãi cũng khỏe lắm. Vâng, còi cầm xe cũng chỉ kém chém cân với Greek trận này thôi. Xe ở game thủ Dương Còi cũng chỉ chém cân. Ui rồi rồi, tôi bắt được con giò của Dương Còi rồi nhá. Bắt được con giò của Dương Còi đấy. Ba mốt dành cho game thủ Cam Quýt. BB bây giờ mới đẩy tê. Xi măng 26, Xi măng bắt đầu bị còi tạt sang một tơn. Chơi chém kìa. Cố gắng để thế 2 đánh 1 nào. Quýt 3, Quýt đang khỏe nguyên này. Cô nhà thằng Bi cũng xấu. Ui ôi, nhà thằng Bi xấu lắm, bây giờ bắt đầu vẽ ruộng. Quýt cố lên em ơi. Thằng Bi nhà loằng ngoằng lắm nhá măng nhá. Đấy báo để biết. Tôi lạy đi ông Bi ạ. Ông còn vẩy e để giữ con tê nữa. Măng tham 30. Đấy bắn chết thằng còi đi, thằng còi yếu hơn Quýt nhiều đấy. Quýt 3 vẫn đang 2L siêu đều. Quýt 32 cái bánh xe rồi. Bây giờ có định sáng ôm chết BB luôn. Xi măng vẫn 4A đều. Đang từ từ hay là cứ chơi phí thằng còi đã. Kệ thằng Bi còn lâu. Thằng Bi cái thế này nó không sắp được dần đâu. Để cho Xi măng bắt hết quân của game thủ Dương Còi đã. Vâng, xin chào anh công LB nhá. Đấy thằng còi yếu lắm rồi đấy. Quýt 32 bắt hết lạc đà của Dương Còi. Team với cùng với cung AC của game thủ Xi măng ôm nhà BB. Là cửa thắng vẫn còn nguyên. Nhà L cầm Quýt đang một vài con lạc đà của Dương Còi bắt luôn. Bắt luôn rồi nó máu. Mang 35. Bi tầm này chắc tham tầm 4 sọi. Đẩy đi đây, rồi đẩy luôn. Quý sẽ là người cản mặt cái đám cung R này của game thủ BB. Để cho Xi măng là người sổ thẳng vào nhà của Bi tầm này. Vẫn 40 thì nhớ măng. Sổ thẳng vào đi. Quý trận này đánh khỏe quá. Vẫn 2L đều đấy chứ, vẫn 2L đều. Một vòng vòng ruộng kín của game thủ Cam Quýt. Nó kéo về nhá măng nhá. Chém Quýt đáp sát vào luôn. Chém Quýt về luôn cùng. Măng 44 vẫn đang những tơn đấu sóc cùng A đều, à sóc cùng R đều. Nhà của BB đây rồi. Có Quýt vào băm, từ từ đợi Quýt anh ơi. Đợi Quýt vào băm là băm được, đợi Quýt đông chém lắm. Băm, xi măng đứng trước rồi, Quýt đang đằng sau. Quýt đang ngay đằng sau nhá. Vâng, BB liệu có đỡ tơn này không đây. Tạm thời Quýt chạy nhà đã. Greek, Seng, AC nhưng đang có ưu thế trước Seng và AC. Một trận đấu tuyệt hay của hai game thủ bên phía Hà Nam của chúng ta. Khả năng BB không đỡ được tuần này không, ở trên ngoài nó còn nhá. Được sao chơi, đồng quá nhỉ. Đồng quá tuần này, Quýt đã quan được không đây. Rất đau tìm, Xi măng vẫn đang dồn A lên đều. Vẫn có những con chém mà Quýt ở đây, Xi măng BB khả năng đứt tuần này đấy, đứt xích đấy. Cố lên, BB nó đứt xích rồi. Cam Quýt tham còn 20 đấy.
Từ từ cam kết cộng 20 thôi, giữ một dân một tơn nào. Chậm chậm đi nhá, chậm chậm đi nhá. Nhưng bây giờ không chậm được nữa rồi. Vì thế bây giờ là không chậm được nữa rồi, xi măng thì vẫn 4A đều dồn lên. Tham 50 dành cho game thủ xi măng. Xi măng vẫn chặt gỗ 1 trong BB, chặt gỗ 2 rồi. Chưa có lực để xi măng được tăng A. Vâng, tuần này tuần đấu bắt 25 BB bắt đạo quân này là họ thua luôn này. Hay lắm mọi người, hay lắm mọi người, BB không để ý tuần này. Chết sạch hơn 10 cung đỏ dành cho game thủ BB rồi. Hơn 10 cung đỏ, xi măng vẫn đang ép cung đều. Cần có lực thì là lên được cái chặt gỗ 2 thì là thắng luôn. Vâng, báo vây là không cần lên. Nên làm gì? Nên làm gì? Nung ninh là nên luôn. Bắn đi. Bi nữa là còi vẫn đang một là đều nhá. Rồi BB ra con cung đờ nào là chết con cung đờ đấy. Quýt vào trong khoáng Quýt ơi. BB nó chạy ruộng rồi. Và BB là người chạy nha. Và tỷ số xe AC với chúng tôi à. Xe AC Quýt chém. Ở bên ngoài thế thôi. Chậm lại một tuần. Quýt vẫn đang một lờ đều. Hai lờ đều à. Hai lờ đều thì hay quá. Vâng, mà lờ rưỡi đều thôi. Vâng, xe AC. Ờ, xi măng báo về chặt gỗ ai nhé, bằng bạn bằng bè. chạy đâu con dâu. Ờ, BB toàn dân, không có nhiều quân. Rồi, kệ nó đi, có 4-5 con cung đờ. Bắn, dương súng lên, vút. Bây giờ xi măng đang bắn tất cả thằng còi rồi. Bảy e khét đấy nhá. Quýt tham lai là 18, bây giờ Quýt sẽ đi quản lại nhà xe một tơn. Xi măng là người to nhất bản đồ, thì là lên dốc mà đấu anh ơi, lên dốc mà đấu đi, nó không còn lực đâu. Làm gì có lực mà sóc quân nữa. Vâng, Bì vẫn đang còn tương đối chảy cối trận này. Tham 60. Thua chặt cu chứ. Thua chặt cu. Thua chặt cu vút. Vắt thằng Ion và tỷ số. Xe ngây si à. À. Xe ngây si. Vâng. Tỷ số là 3-1. Rất hay đến từ cặp đôi Cam Quýt và Xi Măng. Rất hay. 500 anh em đang theo dõi ủng hộ bằng game thủ Cam Quýt Xi Măng nào. Dành một like cho Xi Măng, một chia sẻ cho Xi Măng nào. Không thể tin được.